Rồi và bây giờ thì chúng ta cùng đi tiếp nha. À, đến cái lô xây dựng tiếp theo. Ở đây là những chậu hoa giấy này. Đẹp quá, rực rỡ luôn. Ôi, không khí Tết ở đây vui nhộn quá. À, đây là mai. À, đây là cái khu vực đường 26 tháng 3 thuộc phường Châu Văn Liêm, Cần Thơ. Đây là mình đang di chuyển sang đường 263 quận Ô Môn. Rồi bây giờ chúng ta cùng sang bên cái lô bông tiếp theo. Đây là những chậu hồng nhung. Rất nhiều các loại hoa. Rồi và bây giờ thì chúng ta cùng đến một cái nơi bán những trái dừa kiểng nha. Đây. Đây nha mọi người, đây là những trái dừa kiển này được khắc các chữ như là phúc lộc thọ tài. Đó. Nhìn rất là lạ mắt và rất là đẹp. Đây. À, một chậu như vậy thì bao nhiêu tiền anh? Dạ 250. 250. Dạ. Đây là khu vực chợ cây kiểng ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Dạ. Anh tên gì anh? À, tên Thông. Dạ. Anh bán đây lâu chưa anh? À, bán được năm nay à. Thì ở dưới bến tàu bán bến tàu. Dạ. Mới lên chợ có năm nay. Năm nay. Dạ. Mấy hôm nay bán được nhiều chưa anh? Cũng lai gai ngày 5-7 cặp gì đó. Dạ. Dạ. Cái này là anh tự khắc chữ hay là người mua người ta cầm chữ nào thì anh khắc chữ đó? Cái này là tự mình làm, nhưng mà cái chữ tư pháp này thì mướn người ta khắc. À. Còn như cái sản phẩm này thì tự nhà làm. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. À, khách hàng mà muốn liên hệ với anh thì số điện thoại sao anh? 0939 516 098. Dạ, rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi, mọi người muốn mua các cái chậu dừa và có cái chữ thư pháp ở đây thì liên hệ với anh qua số điện thoại mà anh vừa cung cấp. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.